Hello. Hello, can you hear me? I cannot hear you. I see that you have not connected your microphone. It seems that your microphone is not connected. You can't hear me, no? No.
Can you hear me now? Hello, do you hear me now? I can hear you. I can hear you. Good, so all good, right? Hello. Yeah, okay. Can you hear me now? Hello? Hello. Alo. Đang dạy học. Giờ đang dạy học rồi. Ăn rồi. Dạy online, dạy cho bên Úc. Dạy cho sàn bên Úc á. Hãy
Hả? Chứ sắp hỏi còn 2 3 phút nữa xong để đi ra.
Okay, let's start. Okay. Okay, xin chào các anh chị và các bạn. Thì hôm nay, tối nay là cái buổi đầu tiên về cái khóa học Forex mà sàn FP Market đã tổ chức buổi dạy online. Thì hôm nay là cái buổi học vỡ lòng về gọi là cái khóa học trading về Forex. Thì cái buổi đầu tiên thì chúng ta sẽ học là Forex là gì và học Forex như thế nào. Rồi cái độ thanh khoản, cái vi mô của thị trường Forex, mình sẽ trade sản phẩm gì và những cái cách thức trade như thế nào. Ok, thì trước tiên để vào bài học thì Kiều sẽ giới thiệu về mình để các bạn có thể nắm biết Kiều là ai ha. Thì Kiều tên đầy đủ là Lê Thị Diễm Kiều, sinh năm 1992. Và Kiều bây giờ là trade thời gian, có kinh nghiệm trade khoảng là tầm 7 năm. Và có kinh nghiệm đào tạo là trong vòng 3 năm. Đó. Thì hiện tại là những cái công việc của Kiều chủ yếu là đào tạo Forex từ cơ bản cho tới nâng cao. Trade quỹ với lại là cho tín hiệu trade Forex. Thì được là sàn FP Market mời để về hướng dẫn cũng như là đào tạo kiến thức trade cho cộng đồng Việt Nam. Ok, chúng ta bắt đầu vào bài học. Forex là gì? Forex, giao dịch Forex liệu có phải là một hình thức lừa đảo hay không? Hay được coi là nó là một cái nghề nghiệp chính thức được xã hội công nhận? Forex là trao đổi ngoại tệ, ngoại hối, foreign exchange FX hay thường gọi là Forex, vốn là mảng kinh doanh đặc thù của các ngân hàng, công ty tài chính khi tham gia mua bán trao đổi tiền tệ trên thị trường ngoại hối. Cho nên nó là viết tắt là Forex Markets. Ở đó, các thành viên tham gia giao dịch liên quan đến việc mua bán, hoán đổi hàng hóa là tiền. Hiểu một cách đơn giản là việc giao dịch ngoại hối là trao đổi một loại tiền tệ này với một loại tiền tệ khác. Thì với mong muốn tỷ giá là giữa cặp tiền tệ này sẽ thay đổi và cái giá trị đồng tiền bán sẽ có giá hơn so với lúc mình mua vào. Thì rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ khi mà mình trade Forex. Thì cái nguyên nhân là nhiều người nghi ngờ Forex là nó một trò chơi, một trò lừa đảo. Nhưng thực chất là không phải như vậy.
Cho nên là để tìm hiểu sâu hơn thì Kiều và cùng các bạn sẽ tìm hiểu kỹ về vấn đề này. Rồi, Forex ra đời lúc đầu nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu của các ngân hàng, các công ty khổng lồ trong ngành. Cho nên là nó không phải là những cái chàng tỷ tí hoan gọi là cá mập. Đó, nó là giao dịch giữa các liên ngân hàng với nhau, giữa các sàn với nhau, giữa các ngân hàng trung ương với nhau, giữa các quỹ tổ chức tài chính lớn. Tuy nhiên là với sự hỗ trợ kỳ diệu của Internet, hệ thống giao dịch trực tuyến, các công ty giao dịch đã ra đời cho phép những tài khoản lẻ như chúng ta giao dịch. Ngày nay thì những nhà môi giới trên thị trường thường được phép phá vỡ những đơn vị giao dịch rộng lớn và cho phép những nhà giao dịch nhỏ có cơ hội để mua và bán bất cứ số nào trong những giá trị nhỏ hơn này. Nghĩa là bây giờ thì Forex, những nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta thì có thể tham gia được bởi các công ty, nó cho phép mở những tài khoản nhỏ lẻ. Đấy, mình có thể là giao dịch trong những cái đơn vị nhỏ. Ok, thì Forex cái quy mô nó như thế nào? Forex là một trong những thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu mà dành cho kinh doanh các loại tiền tệ khác nhau. Nó hỗ trợ thương mại quốc tế và đầu tư thông qua các giao dịch ngoại hối. Giao dịch Forex là việc đồng thời mình mua số lượng tiền này và mình bán đi một số lượng tiền khác. Ví dụ như là bạn mua cặp EU, nghĩa là bạn mua euro và bạn bán đô la, thì dự đoán là euro sẽ tăng giá hơn so với đô la và ngược lại, đúng không? Cho nên là thật sự là không thể nào mà cái cặp EU á, là nó đi ngang hoài, hoặc là nó kiểu như là nó không biến động, đến một thời gian nào đó nó cũng sẽ lên xuống thôi. Không có cái cặp nào hoặc đồng tiền tệ nào mà nó chỉ đứng yên, và cũng không bao giờ mà cái giá trị đồng euro nó bằng đô la hay là bảng Anh nó bằng đô la. Có nghĩa là tất cả các giá trị tiền tệ trên thế giới nó sẽ khác nhau nhé. Đó. Và cái đồng mà được sử dụng nhiều nhất đó là đồng đô đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ là đồng được gọi là chủ đạo và được sử dụng nhiều nhất trên toàn thế giới. Kế tiếp theo đó là đồng euro. Đồng euro là cái vốn hóa là đứng sau đồng đô la. Sau đó là đồng yên Nhật. Đồng yên Nhật là đứng thứ ba. Thì những cái đồng chính đó là thường giao dịch trong thị trường ngoại hối ha. Thị trường Forex cũng là nơi các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức, ngân hàng họ mua bán và trao đổi các loại tiền tệ trên thế giới thông qua hình thức tỷ giá. Ví dụ như là các cặp như EU, USD, GZ, vân vân. Đó. Cho nên là mình biết là thị trường Forex là thị trường nó giao dịch hơn 6.000 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Đó là thị trường tài chính lớn nhất toàn cầu. Nó cao hơn rất là nhiều so với lại bất động sản, chứng khoán hay là đồng điện tử. Ok, thì cái cấu trúc hoạt động của thị trường Forex như thế nào? Thì không giống như là thị trường chứng khoán nơi có trung tâm giao dịch tập trung. Thì thị trường Forex không có bất cứ trung tâm tài chính nào hết. Thay vào đó là nó có rất là nhiều trung tâm giao dịch trên toàn thế giới như là New York, Tokyo, Hồng Kông, Sydney, Vancouver và là nhiều nơi khác. Cấu trúc của thị trường Forex được miêu tả dựa trên sự phân loại các thành phần tham gia. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kể đến như là các chính phủ và các ngân hàng trung ương. Kế tiếp là các ngân hàng lớn, thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng thương mại khác. Nhỏ hơn thì gồm là các sàn giao dịch market, sàn giao dịch STB, ECN, các công ty, các quỹ đầu tư, nhà đầu cơ lớn. Thì chúng ta là thành phần cuối cùng, đó là các nhà đầu tư nhỏ lẻ ha. Đó là cái hệ thống mà phân cấp những cái thành phần tham gia thị trường Forex. Ok, thì thị trường Forex thì chúng ta sẽ chơi những đồng tiền nào? Sản phẩm nào? Thì thị trường Forex chủ yếu là chúng ta sẽ chơi tiền tệ bao gồm như là đô la, euro, yên Nhật, đồng bảng Anh, đồng Thụy Sĩ, đồng Canada, đồng Úc, đồng New Zealand,
Chủ yếu là 8 cái cặp đồng tiền chính trên thế giới. Rồi chúng ta sẽ ngồi ra chúng ta trade kim loại quý như là vàng, bạc, bạch kim, vân vân. Khoáng sản như là dầu, ga, chỉ số chứng khoán như là SP500, UK100, những cái chỉ số giá tiền điện tử. Và chúng ta thường là chúng ta trade những cái đồng mà cái vốn hóa rất là lớn nhất nhì đồng điện tử, đó là đồng Bitcoin, đồng Ethereum. Ngoài ra cũng có đồng Litecoin hay là đồng XRP. Rồi chúng ta sẽ trade những cái chỉ số giá hàng hóa như là cà phê, tiêu, bông. Ok, có nghĩa là có rất là nhiều nhiều sản phẩm đa dạng và nó cũng đơn giản thôi, nó không phức tạp. Có nghĩa là chúng ta không cần phải tìm hiểu là đồng đô la nó như thế nào hay là euro nó như thế nào, chúng ta không cần phải nghiên cứu như vậy. Và cho nên là chúng ta chỉ xem cái tin tức ngày hôm đó là nó ảnh hưởng cái đồng tiền đó nó lên hay xuống thôi. Cho nên là thị trường forex chúng ta có thể trade được rất là nhiều sản phẩm đa dạng. Ngoài tiền tệ thì còn có kim loại quý, khoáng sản, chỉ số chứng khoán, chỉ số giá tiền điện tử, chỉ số giá hàng hóa. Ok, thì mỗi cặp tiền tệ thì nó sẽ kiểu như nó chơi kéo co với nhau và mỗi bên là một đồng tiền. Thì sự dao động của tỷ giá phụ thuộc vào tiền tệ nào nó sẽ mạnh hơn tại thời điểm hiện tại. Cho nên là chúng ta trade forex là chúng ta trade một cặp tiền tệ chứ không phải là chúng ta chỉ trade một cái đồng riêng lẻ nào. Đó, và hai bên nó sẽ có đồng tăng đồng giảm như vậy. Đó, nó kéo co với nhau. Ok, thì chúng ta sẽ trade tỷ giá tiền tệ ha. Rồi bây giờ là những cái cách giao dịch forex khác nhau như thế nào. Thì thị trường forex thì nó có rất là nhiều cái cách giao dịch, bao gồm là thị trường giao ngay nè. Thì trong thị trường giao ngay thì tiền tệ được giao dịch ngay lập tức luôn hoặc là tại chỗ, có nghĩa là nó khớp lệnh liền. Rồi, bằng cách sử dụng giá thị trường hiện tại. Điều tuyệt vời là thị trường này thì nó đơn giản thôi, nó thanh khoản tốt và chênh lệch mua bán thấp. Có nghĩa là chúng ta đặt lệnh bao nhiêu lot, bao nhiêu volume, khối lượng bao nhiêu thì nó sẽ khớp lệnh liền. Tại vì cái volume giao dịch của nó rất là lớn, mỗi ngày hơn 6.000 tỷ đô la. Cho nên là bạn đặt bao nhiêu lot thì nó khớp hết cho bạn. Cho nên là mình không sợ những cái thị trường khác, mình đặt lệnh mua hay đặt lệnh bán thị trường thì sẽ không khớp. Còn bây giờ đặt giá hiện tại là bạn đặt bao nhiêu thì nó sẽ khớp hết. Tại vì cái volume, cái khối lượng giao dịch hàng ngàn tỷ đô la mỗi ngày của thị trường forex nó rất là lớn ha. Ngoài ra thì cái chênh lệch, cái mức phí của nó là mua bán thấp. Có nghĩa là mình sẽ cái phí mà mua bán chênh lệch nó rất là thấp. Thì trong tất cả các cặp tiền tệ thì cái đồng EU nó cho mình cái phí mức thấp nhất. Những cái cặp mà nó liên quan những cặp liên quan tới đồng đô la Mỹ. Những cặp chính ấy thì nó sẽ cho mình cái phí mua bán thấp nhất. Rồi thì cái cách giao dịch forex tiếp theo đó là hợp đồng tương lai, là hợp đồng mua và bán hoặc bán một tài sản nhất định ở một mức giá quy định vào một ngày trong tương lai. Đó là tại sao chúng được gọi là tương lai. Giao dịch ngoại hối tương lai được tạo ra bởi Chicago Mercantile Exchange. Cái tiếp theo đó là giao dịch quyền chọn. Cũng giống như hợp đồng tương lai thì hợp đồng quyền chọn cũng được mua bán trao đổi như là ở trung tâm giao dịch chứng khoán quốc tế hoặc là sở giao dịch chứng khoán Philadelphia. Tuy nhiên những bất lợi trong các giao dịch quyền chọn đó, là thì giờ thị trường được giới hạn cho các quyền chọn cố định và tính thanh khoản thì nó không bằng so với lại giao dịch hợp đồng tương lai hay là giao dịch thị trường giao ngay. Quyền chọn mình có nghe cái giao dịch quyền nhị phân đó, hiện tại ở Việt Nam thì mình có nghe là quyền chọn nhị phân binary option cũng là một trong những cái giao dịch thuộc dạng này ha. Đấy. Tiếp theo các giao dịch forex tiếp theo đó là các quỹ giao dịch. Là quỹ trao đổi mua bán thì mình sẽ biết đó là cái quỹ nổi tiếng là ETFs, là những thành viên trẻ tuổi của thế giới giao dịch ngoại hối. Thì một ETF có thể là chứa một tập hợp các cổ phiếu kết hợp với một số loại tiền tệ.
hàng hóa ha, để đầu tư và đa dạng hóa với các tài sản khác nhau. Chúng được tạo ra bởi các tổ chức tài chính và có thể được giao dịch như cổ phiếu thông qua trao đổi. Đó. Thì cái giao dịch quyền chọn và giao dịch ETF thì nó hạn chế. Giao dịch ETF là nó là thị trường nó không mở cửa 24 giờ. Nó không giống như là cái thị trường giao ngay. Thì hiện tại là đa phần những cái nhà đầu tư á, thì họ chọn là trade thị trường giao ngay là chính. Còn mà hợp đồng tương lai quyền chọn với các quỹ giao dịch đó thì nó rất là ít. Người ta thường là trade cái thị trường giao ngay tại cái độ thanh khoản nó rất là tốt này. Ngoài ra là cái chênh lệch mua bán nó thấp nữa. Ok, thì tiếp theo thì chúng ta tìm hiểu những cái giờ thị trường hoạt động của Forex. Thì thị trường Forex nó hoạt động có hai mùa ha, mùa hè và mùa đông. Đấy. Thì với giờ Việt Nam thì đó là giờ quốc tế, chúng ta sẽ cộng thêm 7 giờ. Giờ quốc tế là GMT, chúng ta cộng thêm 7 giờ thì sẽ là suy ra cái giờ Việt Nam giao dịch. Thì thị trường quốc tế, thị trường Forex thì nó có 4 phiên giao dịch. Phiên đầu tiên đó là phiên Tokyo. Tokyo thì nó vào mùa hè. Hiện tại là tháng 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 5 đây là vào mùa hè nè. Thì nó mở cửa là khoảng 6 giờ sáng cho tới là 3 giờ chiều. Thị trường Sydney. Đấy, thì nó mở cửa là 7 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều. Giờ London thì nó mở cửa 2 giờ chiều và nó đóng cửa là 11 giờ đêm, ở 23 giờ. Còn giờ New York là nó mở cửa 7 giờ và nó đóng cửa là khoảng là 3 giờ sáng, là khoảng là đấy. Nó đóng cửa khoảng 3 giờ sáng ha. Đấy, nó đóng cửa khoảng 3 giờ sáng. Còn mùa đông thì chúng ta sẽ là cũng là giờ quốc tế chúng ta cộng 7 giờ. Thì giờ mùa đông thì thường á, là nó sẽ chênh lệch thêm một cái múi giờ, nó mình cộng thêm một múi giờ so với là mùa hè. Đó. Thì vào mùa đông thì là nó mở cửa, phiên Tokyo nó vẫn mở cửa vào 6 giờ và nó đóng cửa là 3 giờ chiều. Phiên Sydney thì nó mở cửa là 6 giờ sáng và nó đóng cửa là 1 giờ chiều 13 giờ ha. Rồi, phiên London thì nó sẽ mở cửa muộn hơn là mùa hè, là nó mở cửa là khoảng 3 giờ chiều. Nó mở cửa 3 giờ chiều và nó đóng cửa là 24 giờ. 24 giờ là 12 giờ đêm. Phiên New York đó thì nó mở cửa là 8 giờ tối, là 20 giờ cho tới là 4 giờ sáng hôm sau. Cho nên là mình nhìn thấy là sau mùa đông với mùa hè là những cái phiên Sydney, phiên London với lại phiên New York thì nó chênh lệch một múi giờ. Đó. Là nó sẽ là mở nó chênh là một múi giờ ha, nó khác nhau với một múi giờ. Thì ở dưới đây thì nó sẽ là ghi những cái cụ thể, mọi người có thể nhìn vào cái bảng dưới nè. Đó, nó ghi cụ thể là cái giờ mở cửa và giờ đóng cửa. Thì cái giờ GMT chúng ta cứ cộng thêm 7 thì sẽ là ra giờ Việt Nam. Ví dụ như là phiên Sydney thì mở cửa là 10 giờ đêm, là 20 giờ 22 giờ thì chúng ta là cộng thêm 7 giờ nó sẽ ra là 5 giờ sáng ha. Rồi đóng cửa cũng vậy. Là phiên Sydney là đóng cửa là phiên Sydney là đóng cửa 7 giờ sáng thì cộng thêm 7 giờ vì nó sẽ ra là giờ Việt Nam là 2 giờ chiều. Đó, tiếp tục như vậy ha. Thì chúng ta sẽ tính được là cái giờ Việt Nam là cứ lấy giờ quốc tế chúng ta cộng thêm 7 múi giờ. Ok, kế tiếp thì chúng ta sẽ là Kiều sẽ so sánh ưu và nhược điểm của các kênh đầu tư phổ biến hiện tại ha mà chúng ta biết. Để chúng ta biết được lý do tại sao là chúng ta lại chọn trade Forex mà không phải là chúng ta sẽ giao dịch những cái kênh đầu tư khác. Nó có ưu và nhược điểm gì giữa các kênh đầu tư ha? Thì về thời gian, mọi người nhìn đây chúng ta sẽ so sánh bốn cái thị trường, đó là thị trường bất động sản nè, thị trường crypto nè, là tiền điện tử, thị trường chứng khoán và thị trường Forex.
Ok. Thì về thời gian thì bất động sản nó chỉ là giao dịch trong giờ hành chính thôi, đúng không? Là bao gồm những cái giấy tờ mà mình mua bán thì đa phần là đều là giờ hành chính hết. Mua bán mà chúng ta bán đất, bán nhà gì đó thì đều là giao dịch trong giờ hành chính hết. Rồi, với chứng khoán thì là thời gian chúng ta chỉ giao dịch vài tiếng thôi, đúng không? Chúng ta chỉ giao dịch vài tiếng thôi. Với thị trường tiền điện tử thì nó có gọi là thời gian nó là tốt nhất, đó là 24 giờ trên 7 ngày, từ thứ hai tới chủ nhật luôn. Còn với thị trường Forex, thị trường Gold, CFD, ở các chỉ số chứng khoán thì nó sẽ giao dịch 24 giờ trên 5, có nghĩa là chúng ta sẽ giao dịch là từ thứ hai cho tới thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật chúng ta nghỉ là thị trường nó đóng cửa. Tức là thứ bảy chủ nhật nó đóng cửa, nhưng mà đôi khi nó sẽ có những cái tin tức vào cuối tuần, cho nên là nó cũng làm ảnh hưởng tới cái giá và nó hay nhảy cái gap vào sáng thứ hai. Đó là gọi là cái sự mất thanh khoản. Cho nên là tuy là nó đóng cửa nhưng mà đôi khi cái giá nó vẫn có thể là nó biến động trong vào thứ bảy chủ nhật. Đó. Rồi về cái tính công bằng. Tính công bằng là gọi là các thị trường khác á, ví dụ bất động sản thì thấp nè. Bất động sản thì thấp. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tại vì cái volume nó rất là ít, cho nên là gọi là cái làm giá của nó rất là dễ làm giá, nó dễ gọi là các nhà môi giới đầu cơ nó hay đẩy cái giá bất động sản lên hay là xuống. Cho nên là gọi là cái tính công bằng của nó thấp. Rồi chứng khoán cũng vậy ha. Chứng khoán thì cái tính công bằng nó cũng thấp, tại vì nếu mà một cái tổ chức hoặc là một cái cá nhân nào đó mà có cái một cái vốn 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 lớn, vốn đầu tư lớn, mua cổ phiếu lớn thì nó rất là dễ làm giá. Đó. Rồi về cái crypto cũng vậy, tại vì cái volume nó rất là thấp. Cái đồng điện tử tuy là giao dịch hơn 22 tỷ đô la mỗi ngày, nhưng mà vì một cái đồng điện tiền điện tử nó chỉ là gọi là chỉ cần mấy tỷ đô hoặc là mấy chục triệu đô, nó có thể là làm giá đẩy lên xuống rồi, thì rất dễ bị thao túng, giá nó rất là dễ bị đẩy lên đẩy xuống trong vòng 1 phút hoặc là 1 giờ rất là nhanh, cho nên là rất là dễ bị làm giá luôn. Tại vì thị trường crypto thì cái volume nó thấp, còn với là thị trường forex, tại vì tại sao mà thanh khoản nó rất là cao, bởi vì là cái volume, cái khối lượng giao dịch rất là lớn, hơn 6.000 tỷ đô la mỗi ngày, cho nên là và lại được chơi hai chiều nữa, có nghĩa là nó đi lên, thị trường đi lên thì mình vẫn kiếm được tiền, và thị trường nó đi xuống thì mình vẫn kiếm được tiền. Cho nên là và mình trade thì mình trade là gọi là mình trade với lại thị trường, giữa một cái thị trường lớn toàn cầu, cho nên là độ công bằng nó rất là cao. Quan trọng là mình có kiến thức, mình quản lý vốn và mình phân tích chuẩn là coi như là mình vẫn kiếm được tiền. Có nghĩa là nó kiếm được tiền bằng trí tuệ. Còn ba cái kia là coi như là mình phải là một gọi là mình có vốn hóa lớn thì mình dễ làm giá thị trường. Những cái cá nhân hoặc cái tổ chức nào á mà cái vốn hóa lớn á, thì sẽ là rất là dễ, cho nên là cái tính công bằng nó không cao so với là forex. Rồi cái độ thanh khoản thì cái độ thanh khoản ở đây là bao gồm về nạp rút nè, hoặc là gọi là cái khớp lệnh, cái khớp lệnh rất là cao, đặt bao nhiêu là khớp bấy nhiêu hết. Mình đặt mua tại cái giá đó, mình đặt 5, 10 lót, 100 lót đặt vào là đặt nó khớp hết lệnh, đặt giá thị trường á. Còn đôi khi bất động sản mà mình mua hoặc là mình bán cái căn hộ hay là mình bán cái miếng đất đó thì đâu phải là ai cũng mua, đúng không? Cũng như là crypto cũng vậy, nhiều khi mình đặt cái giá thị trường thôi mà không ít người mua cái giá đó thì nó cũng không hết. Chứng khoán cũng thế thôi, thì do cái khối lượng giao dịch nó thấp hơn rất là nhiều so với lại thị trường forex, cho nên là độ thanh khoản của ba cái kênh đầu tư kia rất là thấp, còn độ thanh khoản thị trường forex, gold, CFD rất là cao. Đấy. Về chiều thì chứng khoán, bất động sản hay là crypto nó phần là đều là trade một chiều là chính, chơi là một chiều thôi, có nghĩa là mình sẽ mua thấp đó, và mình bán cao thôi. Còn nếu mà thị trường nó rớt, nó đau thì coi như là mình sẽ gồng lỗ cũng như là mình sẽ mất tiền. Đấy.
Còn với thị trường forex thì nó có hai chiều, nó vừa đi lên mình cũng có lời nếu mình đoán được cái xu hướng là nó đi lên, còn nó rớt xuống thị trường downtrend thì nếu mà mình phân tích là nó đi xuống thì mình đều có lời. Cho nên là nó đi lên đi xuống thì mình có lời hết, miễn sao là mình phân tích đúng cái xu hướng thị trường. Rồi về sản phẩm, bất động sản nó ít thôi, ví dụ như là đất, nhà, căn hộ, nhà phố, nhà đồ, nó như vậy thôi, nó không có nhiều nhưng mà nó phức tạp, đúng không? Tại vì khi mình mua miếng đất đó là mình phải là hay là mua cái nhà đó là xem nhà đó ở đâu, vị trí nào, có gần trường học rồi, có bị dính giấy tờ này không nên đó, rồi giấy tờ sổ hồng sổ đất này nọ rất là phức tạp luôn, đúng không? Còn thị trường crypto thì rất là nhiều coin luôn, hàng ngàn hàng triệu coin, mỗi ngày nó đều có ra cái đồng coin mới. Cho nên mình mua cái coin nào đó thì dĩ nhiên là mình phải phân tích ở cái đồng coin đó nó có hệ sinh thái gì, nó có cái khối lượng giao dịch bao nhiêu, được cộng đồng chấp nhận như thế nào, nó có tiềm năng như thế nào, đội ngũ như thế nào. Nói chung là mình cũng phân tích rất là nhiều khi mình mua cái đồng coin nào đó. Còn chứng khoán cũng vậy, chứng khoán thì nó cũng rất là nhiều luôn, nhiều cổ phiếu, nhiều công ty, nhiều cổ phiếu của công ty rất là nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên mình mua cái mình mua cái cổ phiếu, sở hữu cổ phiếu của công ty nào đó thì dĩ nhiên mình cũng phải phân tích báo cáo tài chính cái công ty đó, rồi sản phẩm của công ty đó như thế nào, rồi tương lai lãnh đạo đủ thứ hết, mình phân tích từ A tới Z luôn khi mà mình mua, mình quyết định mình mua cái cổ phiếu công ty đó. Còn với thị trường forex á, thì nó đa dạng đó, như hồi nãy là Kiều có nói về những cái sản phẩm thị trường forex mà chúng ta trade là bao gồm tiền tệ nè, rồi kim loại quý nè, khoáng sản, chỉ số chứng khoán, chỉ số tiền điện tử nè, rồi hàng hóa, có nghĩa là rất là sản phẩm rất là đa dạng. Nhưng mà mình cũng không cần phải phân tích đồng đô la là gì, vàng là gì, dầu là cái gì đó, mình không cần phải phân tích cái giá trị, cái vàng nó có giá trị gì đó, ai cũng biết hết. Mình chỉ là xem tin tức là mình biết hôm đó vàng tăng, vàng giảm, đô la tăng hay là đồng Úc tăng hay giảm thôi. Mình nhìn vào cái thị trường, mình nhìn vào chart biểu đồ là mình đã thấy được cái xu hướng rồi. Cho nên không cần phải phân tích cái hàng hóa mình đang mua nó có giá trị gì. Ok, rồi tiếp tục là về thủ tục ha. Thủ tục thì bất động sản thì nó phức tạp rồi, cái mua bán là đôi khi là phải ra công chứng này nọ, đúng không? Rồi hai bên rồi như thế nào thủ tục, rồi mua bán sổ hồng sổ đỏ, rồi sở hữu quyền giấy sở hữu đất gì đấy, nó phức tạp đúng không? Còn crypto thì nó đơn giản, crypto với lại forex là đơn giản nè. Còn chứng khoán thì hơi phức tạp, chứng khoán là phải có hợp đồng, nói chung là nó hơi phức tạp một xíu. Còn với thị trường forex với crypto là chỉ cần có email, số điện thoại nè, rồi chứng minh nhân dân, chúng ta chụp hai mặt rồi chúng ta tạo ra tài khoản, chúng ta giao dịch thôi, cực kỳ đơn giản. Cho nên là cái thủ tục nó rất là đơn giản ha. Đúng. Còn về lợi nhuận ha, thì chúng ta trade, chúng ta đầu tư, chúng ta quan tâm đến lợi nhuận, thì những cái kênh đầu tư khác nó cho cái lợi nhuận trung bình, ví dụ bất động sản nè, chứng khoán, thì mỗi năm mà nếu mình mua một miếng đất nào đó, ví dụ mình mua 1 tỷ đi, thì năm sau mà mình bán được cái 1,5 tỷ hay là 2 tỷ là coi như mình quá thành công rồi, mình đầu tư gọi là một nhà đầu tư lão luyện rồi. Mình mua một cái gì bất động sản, mình mua cái gì đó mà qua năm nó qua trong vòng 1 năm mà nó tăng khoảng là 30 tới 50% thôi. Nhưng mà bất động sản thì nó không gọi là cái lợi nhuận nó đột biến được, cái lợi nhuận khoảng 200 300 hay là nhiều hơn nữa thì rất là khó, phải nói là rất khó. Chứng khoán cũng vậy, cổ phiếu cũng vậy, cổ phiếu mà chúng ta mua thì 1 năm thì từ 20 tới 50% là chúng ta đã là happy được rồi, chúng ta đã là một nhà đầu tư thành công rồi. Còn với crypto thì cái lợi nhuận nó cũng trung bình, trừ khi chúng ta là có kiến thức đồng coin đó, chúng ta biết tin tức và rồi với forex thì cái lợi nhuận mà nếu mà lợi nhuận mà chúng ta áp dụng về lãi suất kép á, có nghĩa là mỗi tháng chúng ta lợi nhuận từ 10 đến 20% thôi, nhưng mà chúng ta duy trì đều đặn, chúng ta quản lý vốn tốt, chúng ta có kiến thức kinh nghiệm rất là tốt, thì chúng ta sẽ dùng cái lãi suất kép đó. Mà lãi suất kép thì chúng ta phải cần có kiến thức và kinh nghiệm rất là nhiều thì chúng ta mới dùng lãi suất kép được.
chúng ta phải quản lý vốn tốt. Thì cho nên là với Forex chúng ta có thể là 1 tỷ, mà chúng ta có thể lên 2-3 tỷ thì nó đơn giản, nó không có khó. Nhưng mà cái gì nó cũng phải cần có thời gian. Còn với là thị trường bất động sản, repo, chứng khoán thì cái lợi nhuận nó trung bình thôi. Ví dụ 1 năm nó cho mình lợi nhuận khoảng tầm 20 cho tới 50 hay là 100% thôi. Đó. Thì nó vẫn thấp hơn so với là Forex ha. Còn về rủi ro thật sự là cái thị trường nào mà nếu mà chúng ta không biết kiến thức về nó, chúng ta không hiểu và chúng ta không hiểu bản chất của nó, chúng ta không có những cái trải nghiệm, và chúng ta không có cái kiến thức thì chúng ta cũng là cái rủi ro cao thôi. Người ta nói là đầu tư mà không có kiến thức thì cũng là cờ bạc. Còn nếu mà cờ bạc mà chúng ta có kiến thức thì cũng là đầu tư. Đó. Cho nên là về rủi ro thì thị trường nào nó cũng, cái kênh đầu tư nào nó cũng cao hết. Cho nên là chúng ta là khi mà chúng ta đầu tư vào một cái kênh đầu tư nào đó thì chúng ta phải học hỏi, biết những cái kiến thức cơ bản rồi sau đó là nâng cao, và chúng ta sẽ giao dịch nhỏ thôi để lấy kinh nghiệm, hoặc là chúng ta sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những cái, và chúng ta học hỏi những cái kinh nghiệm những người mà chuyên gia, những người kiếm được tiền về cái thị trường đó để chúng ta đi theo. Rồi cái bảng này thì nó sẽ là nó rõ hơn đấy. Thì vốn bắt đầu thì với thị trường bất động sản hay là thị trường chứng khoán thì chúng ta cần vốn vài trăm triệu, cho tới là vài tỷ trở lên, đúng không? Thì chúng ta mới thấy được cái lợi nhuận được. Còn với thị trường chứng khoán thì đôi khi là mấy triệu là chúng ta đã mở tài khoản rồi, nhưng mà để chúng ta mà gọi là có lợi nhuận mà chúng ta có thể là gọi là cái nghề á, có thể chi trả những cái chi phí sinh hoạt á, thì chúng ta là phải là cái vốn chúng ta phải vài trăm triệu, vài tỷ trở lên thì chúng ta mới gọi là đầu tư hoặc là cái nghề. Nhưng mà với thị trường Forex, thị trường crypto thì chỉ cần vốn tầm 25 đô, 100 đô thì chúng ta đã giao dịch được với Forex rồi. Đó. Cho nên là Forex là nó dành cho những người có thể là vốn nhỏ, mà chúng ta có thể tập thành, chúng ta có thể là đầu tư được. Tại vì Forex thì dĩ nhiên là nó có cái đòn bẩy, sàn nó có thể cho các bạn vay, cho nên là các bạn có thể dùng đòn bẩy, cho nên là chúng ta có thể dùng vốn nhỏ thôi, chúng ta có thể trade được rồi, không cần phải nhiều như là thị trường bất động sản hay thị trường chứng khoán à. Rồi, ok, thì tại sao thì chúng ta lại chọn trade Forex? Thì đầu tiên như là Kiều đã từng đề cập cái buổi cái là do là thị trường Forex là cái thị trường gọi là tài chính lớn nhất toàn cầu. Một ngày nó hơn 6.000 tỷ đô la mỗi ngày. Cho nên là độ thanh khoản cao nè, đúng không? Cái độ thanh khoản cao và cái thủ tục nó lại đơn giản nữa. Đó. Mình chỉ cần là có email, số điện thoại, rồi có chứng minh nhân dân là mình có thể mở được tài khoản rồi, tài khoản để giao dịch rồi. Và khi ví dụ mình đang trade mà một ngày nào đó mình đang cần tiền thì mình có thể rút về thì khoảng tầm 1 tới 2 ngày là về tài khoản của mình rồi, nó rất là nhanh, thậm chí có thể là vài phút hoặc là vài tiếng mình rút về là nó về tài khoản banh của mình liền. Không như là thị trường bất động sản ha, muốn bán một cái căn hộ miếng đất thật sự đó không phải dễ. Chứng khoán cũng vậy, nó cũng phải mất nhiều ngày hơn so với Forex mới về tài khoản của mình. Thì đó, rồi cái thứ hai là nói chung là mình trade Forex là mình có thể là mình trade bất cứ nơi nào, chỉ cần mình có cái laptop nè, rồi có máy tính, rồi có điện thoại, cộng với là mình có sẽ có wifi hay có 4G thì mình đã giao dịch Forex rồi, coi là mình có thể là giao dịch bất cứ nơi đâu trên toàn cầu luôn. Đó. Là mình coi là nó không bó buộc về thời gian đấy. Thì đó là cái thứ hai là nó nhanh tính lỗ lãi luôn, có nghĩa là mình vào lệnh là mình đã thấy lệnh lỗ bao nhiêu, lợi lãi bao nhiêu luôn, mình đã thấy được trước mắt của mình luôn. Và cái thanh khoản cao có nghĩa là mình rút tiền về là nó về ngay, về trong ngày luôn, về ngay hoặc là về trong ngày. Cho nên là mình rất là thích điều đó. Chỉ cần rồi
Với forex thì mình chỉ cần làm đúng phương pháp thôi, kỷ luật trong thời gian dài thì sẽ tăng theo cấp số nhân. Và mình trade, mình chọn nghề trade forex thì chủ yếu là mình tập trung vào chính mình. Chứ mình không cần phải ở nhìn sếp, nhìn nhân viên, và mình không cần phải cạnh tranh với đối thủ, rồi phải những cái mình có những kỹ năng khác, như không cần phải quản lý nhân sự, tài chính, marketing gì hết, luật pháp gì hết. Thì đó là forex, nó có rất là nhiều gọi là cái ưu điểm tại sao là mình phải chọn trade forex. OK, thì thị trường forex là cái thị trường nói chung là nó cũng đã là gọi là nó có khoảng là hơn 100 năm nay rồi, nhưng mà thị trường forex thì nó mới về Việt Nam thì nó cũng không không lâu, khoảng mười mấy năm thôi. Đấy. Cho nên là nó còn vẫn còn rất là tiềm năng. Đó. Và nói chung là trừ khi nào mà toàn cầu không còn sử dụng tiền tệ thôi, thì thị trường forex mới gọi là nó biến mất. Mà nếu mà chúng ta học trade, chúng ta không trade tiền tệ thì chúng ta trade vàng, trade khoáng sản, nó có rất là nhiều sản phẩm luôn. Cho nên là thị trường forex á, là cái thị trường coi như là nó sẽ coi như là mình trade suốt cả cuộc đời mình luôn, nên là không sợ là không thiếu cơ hội, hay là nói chung là nó sẽ không mất đi đó. Đó. Cho nên là đó là lý do tại sao là Kiều 7 năm nay Kiều chọn trade forex là chính, chứ không phải là mình chọn trade quyền chọn nhị phân BO, hay là chọn trade casino gì đấy hay đó. Thì với forex thì dĩ nhiên là khi mà mình cần tiền á, nhiều khi là mình trade mình giao dịch mà mình cần tiền là mình rút về ngay liền, nó về trong ngày luôn, cho nên là rất là thích điều đó. Mình chủ động được. Còn về lợi nhuận thì nói chung là mình phải là tuân thủ quản lý vốn, kỷ luật thì mình sẽ có lợi nhuận. Thì cái lợi nhuận mà với về forex nha, với kinh nghiệm của Kiều thì lợi nhuận mà đi nó an toàn và nó đi lâu dài, đó là nó dao động trong khoảng tầm 10 cho tới 20%. Đó là cái lợi nhuận gọi là rất là tốt và nó an toàn nữa. Còn lợi nhuận mà nó cao 40 50 trở lên thì cái rủi ro nó cũng rất là cao. Đó. Cho nên với lợi nhuận khoảng tầm 10 tới 20%, đó là cái lợi nhuận mà gọi là thật sự là rất là tốt để mà nó an toàn luôn. Thì các cái cách giao dịch thì đa phần trader là họ trade là bây giờ là trade thị trường giao ngay thôi, chứ ít ai mà trade hợp đồng tương lai. OK, thì chúng ta trade forex là nói chung là chúng ta sẽ trade gọi là cái cặp tiền tệ đó, có nghĩa là chúng ta sẽ mua đồng euro hay là chúng ta sẽ bán đồng đô, ngược lại hay là chúng ta bán đồng euro hay là mua đồng đô, chúng ta sẽ trade trên một cái cặp tiền tệ. Đó. Thì cái việc mà chúng ta trade như thế này thì là chúng ta cũng ảnh hưởng lên cái tỷ giá của cặp tiền của một cái tiền tệ thế giới. Thì chúng ta trade thì chúng ta cũng xem tin tức cái đồng tiền đó, nó trên những cái trang trang mà tin tức, mình xem tin tức forex. Ví dụ là mình xem cái trang cái tin tức trong tuần đó, thì cái tuần đó cái tin tức nào nó ảnh hưởng tới tiền tệ nào. Chúng ta lưu ý là chúng ta phân tích cơ bản tin tức đồng tiền đó, ngoài chờ phân tích kỹ thuật thì chúng ta còn phân tích cơ bản là những cái tin tức thị trường nó ảnh hưởng tới tiền tệ. Ví dụ như tin về lãi suất nè, rồi tin về việc làm thất nghiệp nè, nó cũng ảnh hưởng tới lên cái tiền tệ. Hoặc là những cái tin chính trị, ví dụ như là COVID, cái dịch COVID này nó cũng ảnh hưởng lên đồng đô la, đồng yên Nhật hay là vàng. Cho nên là thị trường forex là cái thị trường gọi là nó mà gọi là nó quy mô lớn, rồi những cái
nó cũng ảnh bị ảnh hưởng là tin tức chính trị kinh tế của quốc gia, cho nên là nó gọi là một cái thị trường lớn ha. Và chúng ta những nhà đầu tư nhỏ lẻ có cơ hội để mà chúng ta giao dịch, thì chúng ta giao dịch mà chúng ta thắng á, thì sàn nó sẽ trả lợi nhuận cho chúng ta. Thì nếu là sàn mà nó có gọi là có tài khoản ECN á, thì những cái lệnh của chúng ta nó sẽ chuyển về về các bank ngân hàng đó. Thì sàn là bên thứ ba, kiểu như là nó sẽ ăn cái phí giao dịch mua bán, spread á, gọi là cái phí spread. Rồi nếu mà chúng ta mà để lệnh qua đêm á, thì chúng ta mất thêm cái phí gọi là phí qua đêm, là phí swap nữa. Nói chung là chơi forex thì chúng ta sẽ tự do thời gian, và nói chung là chúng ta thể là đi đâu chúng ta vẫn kiếm được tiền đó. Còn mình kinh doanh hoặc là đi làm á, thì chúng ta sẽ là đến cơ quan khoảng 8 tiếng hoặc là 6 tiếng chúng ta về, thì kiểu như là chúng ta sẽ nhàm chán và cũng cảm giác như là cái mình mất tự do về thời gian á. Nhiều khi là mình muốn đi chơi hoặc là mình bệnh mà mình cũng khó rồi xin mình nghỉ nữa, đúng không? Rồi chúng ta sẽ bị rất là nhiều yếu tố chi phối, giống như là thị trường nè, đối thủ nè, nhà cung cấp nè đó. Cho nên là thành công thật sự là khó bền vững hơn. Rồi tăng doanh thu thì chúng ta sẽ tăng chi phí đó. Còn forex thì nói chung là chúng ta chỉ tập trung vào chính mình thôi, chúng ta nhìn, chúng ta phân tích cái chart thôi, biểu đồ thôi, không có chi phí gì hết. Và phí mua bán nó rất là thấp, spread nó rất là thấp luôn. Đặc biệt là những cái sàn mà nó chuẩn ICN như thế này, với như sàn FP Market là cái phí rất là thấp luôn. Và dĩ nhiên là kinh doanh truyền thống thì chúng ta sẽ rất là vất vả, bao gồm là có quản lý nhân sự nè, tài chính nè, marketing, luật pháp nè đó. Còn là forex thì nó không có, chúng ta không cần phải là có những gọi là quản lý nhân sự, tài chính hay marketing, luật pháp gì hết. Chúng ta chỉ nhìn cái tài khoản chúng ta sẽ thấy lỗ bao nhiêu và lời bao nhiêu thôi. Cho nên là chúng ta sẽ tính toán được cái lời lỗ lãi. Chúng ta muốn lãi bao nhiêu, lỗ bao nhiêu, chúng ta nhìn là chúng ta biết được hết. Và nếu mà chúng ta quản lý vốn, chúng ta muốn lãi bao nhiêu phần trăm một tháng, là chúng ta cần vào lệnh bao nhiêu và vào cái volume khối lượng bao nhiêu, chúng ta tính toán được cái lỗ lãi, cái mục tiêu mà chúng ta đề ra. Cho nên đó là lý do tại sao Kiều tập trung trade forex 7 năm nay. Và Kiều hiện tại là Kiều rất là tự do về thời gian nè, tự do về mình cũng có mình khi mình có thời gian thì mình có thời gian để chăm sóc sức khỏe cho mình cũng như là chăm sóc sức khỏe người thân. Và chúng ta là gặp được rất là nhiều người nữa, mà khi gặp nhiều người chúng ta sẽ có nhiều cái cơ hội thôi, đúng không? Cho nên là chúng ta trade forex không chỉ là chúng ta có tiền đâu, mục tiêu không chỉ kiếm được tiền, mà mục tiêu là chúng ta khi mà chúng ta có tiền rồi, chúng ta sẽ có được những thứ khác. Ví dụ chúng ta sẽ có thời gian, có mối quan hệ tốt hơn, sức khỏe được tốt hơn nữa, và chúng ta có thời gian để chúng ta học thêm kiến thức. Và so với những thị trường khác á, thì cái thị trường forex là thị trường gọi là nó rất là công bằng luôn đó. Là chúng ta là chơi là gọi là những cái trung tâm giao dịch lớn đó, rồi những cái thành phần tham gia rất là lớn, và chúng ta gọi là chúng ta chỉ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thôi đó. Cho nên là cái giá của nó gọi là rất là cái giá cả trên thị trường á là rất là công bằng đó. Là không sợ bị làm giá, không sợ sàn rồi đó, chỉ là những cái sàn mà là scam này nọ, sàn lớn thôi. Còn những cái sàn quốc tế chuẩn như thế như FP Market á, thì cái giá nó rất là chuẩn. Nên là chủ yếu là chúng ta trade là chúng ta kiếm được tiền, là chúng ta dựa vào cái trí tuệ của chúng ta đó, chứ không sợ là sàn nó làm giá hay này nọ. Chúng ta đang trade gì?
trade giữa các liên ngân hàng với nhau, các quỹ lớn với nhau, các sàn với nhau. Thì nếu mà chúng ta thua lỗ là chủ yếu là chúng ta là ví dụ chúng ta quản lý vốn không tốt nè, rồi tâm lý nó cũng là không ổn định hay không tốt, rồi phương pháp của chúng ta là chúng ta cũng chưa có phương pháp gọi là vững đó, có nghĩa là chủ yếu là về kiến thức của chúng ta và kinh nghiệm của chúng ta thôi, chứ không phải là forex một trò lừa, cái giá của nó là cái giá gọi là chính thống, nó gọi là toàn cầu mà, đúng không? Cho nên mà chúng ta thua lỗ là thường là chúng ta không biết cách quản lý vốn, rồi chúng ta kiến thức chúng ta không đầy đủ, rồi chúng ta không có trải nghiệm nhiều, chúng ta tham lam, chúng ta sợ hãi, rất là nhiều lý do để chúng ta cháy là chủ yếu là chính mình thôi, chứ không thể nào mà vì lỗi thị trường được. Cho nên là chúng ta nếu mà chúng ta học đầy đủ khóa học của Tiểu Kiều từ cơ bản cho tới nâng cao, từ chúng ta phải học tâm lý, chúng ta học quản lý vốn, chúng ta phải học về những cái kiến thức kỹ thuật cơ bản cho tới nâng cao và chúng ta trải nghiệm, thì từ chúng ta sẽ nâng cái mức level trade của chúng ta lên. Rồi, trader thì nó sẽ có ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn coi như là chúng ta gọi là thua lỗ nhiều. Rồi giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn mà chúng ta gọi là nó hơi lên voi xuống chó, có nghĩa là chưa kiếm được tiền, mình không có cháy hay là mình không có mắc tiền, nhưng mà không có thua lỗ nhiều, nhưng mà chúng ta gọi là chúng ta chưa kiếm được tiền, chúng ta chưa có tự tin là chúng ta đã kiếm được cái tiền thị trường này. Nhưng mà tới cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn là chúng ta đã kiếm được cái lợi nhuận, và chúng có nghĩa là những cái lợi nhuận như vậy là có thể là chi trả những cái phần sinh hoạt chi phí chúng ta hàng ngày. Và nếu mà chúng ta mà học đầy đủ kinh nghiệm từ một người chuyên gia mà có kinh nghiệm và có một kết quả thật sự, thì chúng ta sẽ hạn chế hai giai đoạn kia, chúng ta bước vào giai đoạn thứ ba luôn, giai đoạn gọi là giai đoạn kiếm lợi nhuận ổn định. Để được làm như vậy là chúng ta phải học nghiêm túc, học từ gọi là từ buổi 1 cho tới buổi cuối cùng, và chúng ta thực hành một cách nghiêm túc đó. Chúng ta trade một cách nghiêm túc, xem cái forex, trade forex là một cái nghề, hoặc là một cái gọi là cái kênh đầu tư thứ hai, kênh một cái nghề thứ hai, một cái nguồn thu nhập thứ hai, nhưng mà chúng ta phải nghiêm túc về nó, chúng ta phải học, phải có kiến thức. Chứ nếu mà chúng ta chỉ biết một vài kỹ thuật cơ bản chúng ta trade rồi thì rất là dễ mất tiền, hoặc là chúng ta không có ham học hỏi. Và chúng ta nghĩ là trade forex là một cái nghề gọi là kiếm gọi là giàu giàu gọi là giàu qua một hai đêm thì không có. Cái này là nó một gọi là để có lợi nhuận, để có một trader lợi nhuận thì chúng ta gọi là cần thời gian phải ít nhất là 1 năm, 2 năm, 3 năm trở lên. Chúng ta không thể là giàu trong vòng 1, 2 tháng hay vài ngày được. Ok, Kiều đã giới thiệu sơ qua forex là gì, rồi hàng hóa tiền tệ chúng ta trade, những cái sản phẩm mà chúng ta trade forex, rồi quy mô và tính thanh khoản của forex, cũng như là các cách thức giao dịch khác nhau của thị trường forex, rồi các giờ hoạt động của thị trường forex nè, rồi các ưu nhược điểm của các kênh đầu tư phổ biến hiện tại. Thì bây giờ là đến thời gian chúng ta hỏi về nội dung bài học hôm nay ha, tôi sẽ trả lời cho các bạn ha. Ok, chúng ta có thể chat ở phía dưới nè. Chúng ta có những cái câu hỏi gì thì Kiều sẽ trả lời cho các bạn luôn. Ok,
Có ai có câu trả lời, có câu hỏi không thì Kiều sẽ trả lời ngay tại lúc này ha. Thì hôm nay là cái buổi vỡ lòng. Forex là gì? Khi mà chúng ta đầu tư hoặc là chúng ta giao dịch cái gì thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất của nó. Ok, có ai hỏi gì không? Nếu không có ai hỏi thì có thể là kết thúc buổi hôm nay. Ok, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tối hôm nay. Chúng ta nghe về cái buổi học đầu tiên của sàn FP Market. Thì là hẹn các anh chị các bạn vào buổi học tiếp theo.